Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VTV. Kính thưa quý vị, vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018, đông đảo các quý đồng hương, các bậc phụ huynh cùng các em nhỏ đã cùng tụ họp về thành phố Mimidos, California để cùng tham dự ngày hội Tết Trung Thu do thành phố Mimidos cùng đại diện cộng đồng đứng ra tổ chức. Và ngay bây giờ Khánh Ly xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh được ghi nhận bởi nhóm VTV Network. Hôm nay mình có dịp tham dự buổi tổ chức Tết Trung Thu cho tất cả cư dân với lại các em nhỏ, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng Mivitas. Mình rất là cảm ơn đài đã đến Mivitas để có dịp thấy được những cái sinh hoạt của Mivitas trong cái mùa Trung Thu. Thì ở bên ngoài đó như em thấy là có những cái gian hàng, có những cái resource table để cho mọi người biết tin tức về những cái chương trình có ở đây. Và hiện giờ trong cái hội trường này thì đang có cái chương trình thi thiếu nhi tài sắc, phải không? Thành thử ra đó là mọi người sẽ nhìn được những cái màn trình diễn thật là hay của các em ở đây. Và buổi chiều thì có những cái kết quả sẽ rất là vui. Hôm nay theo như Vân Lan được biết thì có một số cái thầy cô tổ chức từ trường Việt ngữ về nguồn. Thì đây là một dịp rất là tốt, bởi vì năm ngoái ở tại thành phố Mipitas cũng đã có một buổi tổ chức Trung Thu, và năm nay là cái năm thứ hai có tổ chức Tết Trung Thu ở tại thành phố Mipitas. Em tới đây em tham dự cái chương trình lễ hội Tết Trung Thu thì em có cảm nghĩ như thế nào? Con cảm thấy rất vui. Khi mà tới đây thì bây giờ em đang tham dự cái chương trình cuộc thi gì ngày hôm nay? Dạ, con hát bài thằng cuối. Thưa quý vị, Tết Trung Thu là lễ hội văn hóa truyền thống của người Việt. Hàng năm thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại luôn tạo điều kiện tổ chức những ngày lễ Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi ở hải ngoại, để không những tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em mà còn góp phần vào việc giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Khánh Ly, tường trình từ thành phố Mibidos, California. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau.